Bây giờ là chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi để dịch bệnh dại lây lan và có người tử vong do bệnh dại trên địa bàn. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản khẩn về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn ra soát, lập sổ quản lý toàn bộ đàn chó nuôi trên địa bàn, yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm các quy định quản lý đàn chó nuôi, thành lập duy trì đội chuyên trách để bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh dại có dấu hiệu mắc bệnh dại, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Kết thúc năm 2023, bình quân giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 hecta đất canh tác của huyện Bát Sát đạt 78 triệu đồng, cao hơn 20% so với năm 2021. Huyện Bát Sát đã lựa chọn 10 cây hai con chủ lực phát triển theo hướng hàng hóa và liên vùng, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Toàn huyện có 7 doanh nghiệp, 6 hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, giá trị cao như vùng trồng chè, cây dược liệu, chuối, cây ăn quả ôn đới. Năm 2024, Bát Sát phấn đấu giá trị canh tác đạt 80 triệu đồng trên một hecta. Giải pháp trọng tâm là duy trì và nâng cao chất lượng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn gắn với thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết chế biến sâu sản phẩm. Thưa quý vị, theo quyết định 861 ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, chế độ chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các xã trước đây thuộc khu vực 2, khu vực 3, đai về đích nông thôn mới thuộc khu vực 1 đều bị cắt giảm. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập của họ, rất cần có sự quan tâm tháo gỡ. Đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã hơn 10 năm, nhiệt tình trách nhiệm với công việc, nhưng ông Lê Văn Hoan đành xin nghỉ việc Nguyên nhân là do xã từ vùng 3 nay về vùng 1, các khoản phụ cấp không còn, thu nhập của ông giảm sút. Hoàn thành nốt các thủ tục trước khi nghỉ, ông Hoan không khỏi nuối tiếc quãng thời gian công tác gắn bó với bà con. Từ khi mà xã nó hết vùng 3, mức phụ cấp như là tiền lương của cán bộ nhân viên sức là nó rất là thấp. Thì không đáp ứng được cái nhu cầu cuộc sống của gia đình như là bản thân. Thì tôi cũng làm đơn tới đây sẽ làm đơn xin nghỉ việc. Riêng tại xã Tân Dương đã có 3 cán bộ xin nghỉ việc vì lý do thu nhập thấp đi. Trước đây, chính sách thu hút đối với cán bộ công tác tại địa bàn vùng cao khó khăn đã động viên hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ này. Tuy nhiên, khi các khoản phụ cấp hỗ trợ không còn, một số cán bộ viên chức gặp khó khăn. Mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho giáo viên, học sinh ở những xã đã ra khỏi vùng 2, vùng 3 nhưng vẫn còn khó khăn Tuy nhiên, đối với cán bộ, công chức, viên chức, công tác ở những khu vực này vẫn chưa có chính sách hỗ trợ. Chế độ mà hưởng 70% lương của cán bộ công chức đã cắt giảm. Thì lúc đó thì cán bộ công chức, viên chức thì địa bàn xã cũng có những cái dao động về cái tư tưởng. Thêm nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới cũng đồng nghĩa với nhiều địa phương ra khỏi diện khó khăn là điều đáng mừng. Tuy nhiên, với các đối tượng đặc thù như hộ nghèo hay cán bộ cơ sở công tác tại những địa bàn này cũng bị tác động ít nhiều bởi quy định chung. Chúng tôi cũng nghĩ rằng là đảng nhà nước thì tiếp tục nghiên cứu có cái chính sách đặc thù để hỗ trợ và thu hút nó xứng đáng với sức lao động bỏ ra. Và cũng trên cơ sở đó thì cũng có cái chính sách gọi là chính sách đủ mạnh để giữ chân những cán bộ công chức viên chức ở nơi khác đến những vùng đặc biệt khó khăn. Chính sách hỗ trợ là để thu hút tạo điều kiện cho cán bộ viên chức công tác tại địa bàn còn nhiều khó khăn. Do vậy khi các xã về đích nông thôn mới vẫn cần phải có thời gian điều chỉnh hợp lý để không ảnh hưởng đến tâm lý cũng như cuộc sống của cán bộ cơ sở. Trong hai năm 2022-2023, các khu kinh tế, khu cụm công nghiệp trong tỉnh đã thu hút được 2.660 lao động ngoài tỉnh đến làm việc. Đây là nỗ lực trong phát triển kinh tế, đặc biệt là phục hồi phát triển du lịch dịch vụ nhằm thu hút lao động và làm việc tại tỉnh. Hàng năm ngân sách tỉnh dành từ 3-5 đến 5 tỷ đồng phân bổ cho các địa phương để tạo việc làm mới và thu hút nguồn lao động. Đến nay, tổng vốn vay Quỹ Quốc gia Việc Làm của tỉnh là 707 tỷ đồng. Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ thu hút được 270.000 lao động ngoài tỉnh đến làm việc tại các khu kinh tế, các khu cụm công nghiệp trong tỉnh. Để thu hút lao động đến Lào Cai làm việc, thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh nâng cao năng lực hoạt động, tăng cường công tác kết nối, dự báo thông tin thị trường lao động, xây dựng website việc làm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng và người lao động thuận lợi tra cứu thông tin tìm kiếm việc làm. Người lao động được đào tạo có trình độ thay nghề luôn gắn với cơ hội tìm kiếm được việc làm, thu nhập ổn định so với lao động chưa qua đào tạo. Nhận thức rõ điều này, công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu của xã hội được tỉnh quan tâm. Trên 15.000 lao động được đào tạo mới và bồi dưỡng nghề trong năm qua cũng đồng nghĩa với việc thêm hàng nghìn lao động có việc làm và thu nhập tốt. Làm thợ này được 6 năm, thậm chí đã thành lập tổ nhóm nhận thi công không ít công trình. Xong chỉ đến khi tham gia lớp học nghề xây dựng do địa phương tổ chức mới đây tại thôn, anh Cư A Dùng mới nắm bắt và thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản. Qua cái lớp đào tạo này rồi ấy, thì cái cái đội chúng em để cũng có cái kỹ năng hơn về bác góc rồi là kỹ năng soi cái mặt chuẩn trí. Chúng ta cũng phần nào cũng nắm được và cũng có thể tự chỉ ra, tự đọc được một số cái bạn máy ăn nó cơ bản. Rồi là một số cái liên quan đến cái đảm bảo an toàn về lao động ấy học nghề để biết, để làm việc tốt hơn và có thu nhập cao hơn. Không những thế, nhiều lao động đã nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của chứng chỉ nghề là điều kiện cần để họ thuận lợi hơn khi bước vào thị trường lao động. Quan trọng nhất là bà con học để bà con biết được cái nghề và cụ thể là bà con tự xây được các công trình nhỏ của của gia đình. À, cái thứ hai là nó có lợi cho bà con là khi đi làm ở các công ty dễ sinh việc hơn với lại cái thu nhập nếu mà bà con mà có chính trị thì cái thu nhập của bà con nó sẽ cao hơn là um, so với người không có chính trị. Cùng với đào tạo các nghề phi nông nghiệp gắn với lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như dịch vụ, du lịch, công nghiệp. Thời gian qua, các địa phương cũng chủ động trong việc tổ chức đào tạo, giúp nông dân nâng cao trình độ, có khả năng vận dụng vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao phù hợp với xu thế hiện nay. Người dân mà không thể đi học không thể chuyển đổi được đang làm nông nghiệp ở đó thì những người khác có khả năng thì anh sẽ tham gia vào các cái hoạt động dịch vụ, các cái hoạt động khác, từ đó thì mang cái thu nhập về để phát triển cái kinh tế ở địa phương và kéo theo là cái sự phát triển chung của cái địa phương đó thông qua các cái hình thức tham gia vào cái lực lượng lao động khác. Năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh đào tạo mới bồi dưỡng nghề cho trên 15.300 lao động, trong đó trình độ cao đẳng là 1.250 người, trung cấp 3.250 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên gần 11.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh lên 67,7%. Kết quả này không chỉ tạo cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động, mà còn giúp họ tự tin hơn khi bước vào thị trường việc làm. Hội Quý Bà Thanh Lịch Lào Cai vừa tổ chức gala kỷ niệm 3 năm ngày thành lập hội với chủ đề Đón chào năm mới, kết nối nguồn phương. Hội Quý Bà Thanh Lịch Lào Cai có gần 100 hội viên hoạt động theo tiêu chí kết nối yêu thương và đánh thức giá trị bản thân, tạo sân chơi bổ ích dành cho phụ nữ lứa tuổi trung niên, cùng giao lưu, gặp gỡ, sẻ chia, giúp đỡ nhau trong kinh doanh và cuộc sống. Bên cạnh kết nối các thành viên, hội còn tổ chức nhiều hoạt động lan tỏa yêu thương trong cộng đồng, Cụ thể, 3 năm qua, hội đã quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ đồng bào vùng bị lũ lụt thiên tai hỏa hoạn và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lào Cai với tổng số tiền hơn 85 triệu đồng. Tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa và giảm tỷ lệ mắc bệnh. Năm 2023, tỷ lệ người dân, nhất là trẻ em trên địa bàn tỉnh, được khám và tiêm phòng ngày càng tăng. Năm 2023, toàn tỉnh có 7.500 trẻ được tiêm phòng đầy đủ, 10.500 phụ nữ có thai tiêm phòng uốn ván, đạt 93% kế hoạch. Tiêm phòng viêm gan B 24 giờ sau sinh gần 10.400 người, đạt gần 98%. Công tác tiêm chủng an toàn không có tai biến xảy ra. Cùng với đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, ngành y tế cũng duy trì tốt công tác khám cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Tổng số lượt khám chữa bệnh chung trong năm là gần 2 triệu lượt. Năm 2024, ngành y tế Lào Cai tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến, tập trung củng cố hoàn thiện bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện và đánh giá sự hài lòng của người bệnh đối với các dịch vụ y tế. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước đáng chú ý. Chính phủ mới có tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép báo cáo Quốc hội phân bổ hơn 2.500 tỷ đồng cho dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nguyên nhân do nhu cầu tiêu thụ điện tại Côn Đảo ngày càng tăng cao, nguồn điện chạy bằng dầu diesel tại chỗ không đáp ứng đủ. Thêm vào đó, một số tổ máy phát điện diesel liên tiếp xảy ra các sự cố thiếu hụt nguồn điện mặt khác do giá thành sản xuất điện cao trong khi giá bán điện phải thực hiện theo đúng giá bán ở đất liền nên càng phát điện nhiều càng lỗ. Riêng năm 2022, mức lỗ lên đến 175 tỷ đồng. Việc cấp điện lưới cho huyện đảo là rất cần thiết, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo quốc gia. Tại dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp rộng rãi, Bộ Tài chính đề xuất áp thuế giá trị gia tăng 5% cho mặt hàng phân bón. Bộ cho rằng phần lớn phân bón nhập vào Việt Nam được các nước xuất khẩu xếp vào diện chịu thuế VAT nên doanh nghiệp được hoàn thuế đầu vào và có điều kiện hạ giá bán. Điều này gây bất lợi khi cạnh tranh với phân bón nhập khẩu. Trong khi đó, Nhà nước mất nguồn thu ngân sách do không thu được thuế VAT ở khâu nhập khẩu, trong khi thuế nhập khẩu vốn rất thấp hoặc đã về 0%, còn nông dân phải mua giá cao do các nhà sản xuất trong nước đẩy một phần chi phí thuế vào giá thành. Nông dân Đồng Tháp đã trồng được hơn 8.000 ha hoa màu vụ đông xuân 2023-2024, trong đó dưa hấu Tết được một số địa phương tập trung xuống giống, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc nhằm giảm chi phí nâng cao chất lượng quả. Cụ thể trên diện tích hơn 3.000 m2 dưa hấu Tết 3 tuần tuổi, một nông dân ở huyện Lai Vung đã dùng màn phủ nông nghiệp để cỏ không mọc và đào rãnh nước hai bên để điều giữ nước ngoài sông vào, luôn có khoảng cách không quá một tấc nước do đó ruộng dừa không cần tưới nước nhưng vẫn sinh trưởng tốt đỡ tốn công tưới tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất của người nông dân. Canada là một trong số 5 quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu lương thực, nhờ đi đầu trong việc đổi mới và ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Điều này mở ra rất nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam, nơi cũng có thế mạnh về nông nghiệp. Kể từ khi thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, giá trị xuất nhập khẩu nông sản giữa hai nước đã tăng từ 623 triệu đô la Mỹ năm 2017 lên hơn 1 tỷ đô la vào thời điểm hiện tại. Hiện hai nước đang có rất nhiều tiềm năng để hợp tác bởi mối quan hệ tốt đẹp về thương mại giữa hai nước và lĩnh vực nông nghiệp là một phần quan trọng trong đó. Việt Nam là một quốc gia đáng quan tâm là trung tâm khu vực về một số lĩnh vực trong nông nghiệp. Việc hợp tác có thể giúp Canada tiếp cận được thị trường khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Theo kế hoạch vào ngày 14 tháng 1 tới đây, Nữ hoàng Đan Mạch sẽ chính thức thoái vị sau 52 năm trị vì một thợ làm bánh ở Copenhagen đã sáng tạo hẳn một món bánh để đánh dấu sự kiện có rất nhiều ý nghĩa này với người dân Đan Mạch. Được biết người thợ làm bánh này đã rất ngạc nhiên trước thông tin nữ hoàng thoái vị. Chính vì thế món bánh mới đã ra đời để tôn vinh nữ hoàng với ý tưởng vô cùng đặc biệt về một mẫu bánh hình kim tự tháp tượng trưng cho niềm đam mê khảo cổ học của nữ hoàng. Bánh được bao phủ bởi một lớp chanh leo thơm ngon, rắc bột cacao, bên trong có hạnh nhân, caramel muối trên đỉnh kim tự tháp được gắn một vương miện sô cô la kèm một bông hoa vàng quý phái. Nigeria đã tiêu hủy 2,5 tấn ngà voi thu giữ được có giá trị lên tới hơn 11 triệu đô la Mỹ. Đây là một nỗ lực của quốc gia châu Phi này để bảo vệ quần thể voi đang suy giảm mạnh trước tình trạng buôn bán động vật hoang dã. Trong 3 thập kỷ qua, số lượng cá thể voi ở Nigeria đã giảm đáng kể từ khoảng 1.500 cá thể xuống còn dưới 400 cá thể do nạn săn trộm ngà voi, mất môi trường sống cũng như xung đột về nơi ở với con người. Bất chấp lệnh cấm buôn bán ngà voi năm 1989 của Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động vật và thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, hàng nghìn cá thể voi vẫn bị giết hại mỗi năm để lấy ngà trên khắp thế giới. Theo các chuyên gia, Nigeria được xem là trung tâm của các băng nhóm buôn bán ngà voi và vải TT tê tê bất hợp pháp sang châu Á. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Nigeria đã tăng cường nỗ lực chống nạn buôn lậu các sản phẩm này. Với 208 phiếu ủng hộ, không có phiếu chống, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua luật cấm giết mổ và bán thịt chó có hiệu lực từ năm 2027. Đây là dự luật mang tính bước ngoặt tại Hàn Quốc, quốc gia có tập tục ăn thịt chó từ hàng thế kỷ luật mới cấm nuôi, giết mổ, phân phối và bán thịt chó. Trong bối cảnh nhận thức về quyền động vật và số lượng người nuôi chó làm thú cưng ngày càng tăng tại quốc gia Đông Bắc Á này, Đáng chú ý để có được sự đồng thuận từ người dân, chính phủ cũng đưa ra những chính sách rất kịp thời để hỗ trợ những người kinh doanh ngành nghề này. Ví dụ như những người buôn bán chó có thời gian ân hạn từ 3 năm và sẽ được hỗ trợ tài chính khi họ đóng cửa hoạt động và truyền nghề. Thêm vào đó, người dân Hàn Quốc đã có rất nhiều thay đổi về tư duy đối với thịt chó. Những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.